Với những cái chậu lan mà mình cắt nước 100% là mình làm hoa cho cái chậu phi điệp thì có rất nhiều bác là rất là băn khoăn và rất nhiều bác là rất là thắc mắc là chưa biết được là cái thời điểm nào khi mình cắt nước cho cây phi điệp xong và cái thời điểm nào để mình tưới nước lại cho cái chậu phi điệp của mình để đón cái bộ mầm gốc mới của năm sau mà cây của mình vẫn có hoa. Thì để hiểu rõ hơn về cái quy trình mình cắt nước nó như nào và cái thời điểm nào để mình tưới nước lại được cho những cái chậu lan mà mình đã cắt nước rụng lá như này, rụng lá chưa trụ như này, thì sau đây em mời cả nhà cùng theo dõi video nhé. Em chào các bác nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bác đang xem video nhé. Hiện tại ấy, bây giờ là 2 giờ chiều của ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch và cũng là ngày mùng 10 âm lịch. Thì trong cái khoảng thời gian này ấy, là cũng chuẩn bị bước vào cái mùa mầm gốc nó lẩy lên rồi và cũng chuẩn bị là vào cái công tác là mình chăm sóc cái mầm gốc của cái phi điệp. Thì trong cái thời điểm này ấy, thì trước khi bước vào một cái chu kỳ mới sinh trưởng của cây phi điệp là mình chăm sóc cái bộ mầm gốc đó, thì trước khi vào cái giai đoạn mà mình chăm sóc những cái mầm gốc đó thì mình phải có những cái công tác mình chuẩn bị để mình làm, để chuẩn bị mình đón và mình chăm sóc cái mầm gốc đó. Thì những cái công tác mà mình chuẩn bị để mình đón mầm gốc thì nó gồm có những công đoạn sau đây. Thì thứ nhất đó là cái công đoạn mà mình xử lý cái bộ rễ. Đấy, bộ rễ mà vệ sinh cái bộ gốc ấy, là những cái rễ nào mà nó che phủ cái mầm gốc thì mình cắt tỉa nó đi. Đó là cái công đoạn đầu tiên. Thì cái công đoạn này ấy, thì em đã chia sẻ video, em hướng dẫn các bác rồi, là công đoạn này là mình túc tắc mình làm từ cái đợt trong Tết và túc tắc đến khi mà mình tưới nước lại. Và cái công tác tiếp theo ấy là cái giai đoạn mình thay chậu, thay giá thể mới cho cái chậu lan, hoặc là mình lồng chậu, thì tùy vào từng điều kiện của từng chậu một thì mình có thể mình thao tác. Tiếp theo là một công đoạn nữa, đó là công đoạn mình xử lý nấm khuẩn giá thể và côn trùng diệt ốc sên ở trong chính chậu lan của mình. Thì cái công đoạn này đấy, là chỉ áp dụng cho những cái chậu lan mà mình không thay giá thể. Ví dụ như mình trồng năm nay này, cái giá thể mình trồng năm nay thì mình xử lý côn trùng ốc sên và nấm khuẩn. Còn những cái chậu mà ví dụ mình lồng sang chậu mới hoặc là mình thay giá thể mới thì cái việc mà mình xử lý côn trùng này mình không cần thiết, bởi vì cái công đoạn mình đã xử lý giá thể rồi, sạch sẽ rồi, là mình trồng rồi, là mình không cần phải bỏ, không cần qua công đoạn mà xử lý giá thể trong cái chậu lan này. Và tiếp theo là công đoạn cuối cùng, đó là công đoạn mình tưới nước lại cho chậu lan của mình. Tưới nước để kích thích là cái mầm gốc của cái chậu phi điệp của mình nó lẩy lên, và sau đó là vào quá trình là mình chăm sóc cái mầm gốc thôi. Thì đó là tất cả những quá trình mà mình chuẩn bị mình đón cái mầm gốc để mình chăm sóc cái bộ mầm gốc đó. Thì từ giờ đến lúc mà đến mùa mầm gốc lên thì thời gian của nó cũng còn rất là ngắn. Em sẽ lên từng video một. Đấy, em sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái bước một để cho cả nhà cùng tham khảo nhé. Thì với cái công việc mà mình tưới nước lại, thì cái thời điểm mà khi nào thì là tưới nước lại cho cây lan, và đặc biệt là với những cái chậu lan mà mình đã cắt nước 100% để mình đón hoa như những cái chậu này, thì mình tưới nước vào thời điểm nào và mình nhận định như nào để cây nào nó đạt yêu cầu để mình tưới nước lại. Thì video ngày hôm nay em sẽ làm cái video đầu tiên về cái quá trình mà chăm sóc cái bộ mầm gốc của 2022. Là video là em sẽ nói về cái chủ đề là em sẽ nói là khi nào cái cây phi điệp của mình cắt nước 100% và tưới nước lại vào cái thời điểm nào. Với những cái chậu phi điệp mà thân to thân dài mà đã có khả năng ra hoa, thì cái việc mà mình cắt nước 100% để mình đón hoa đấy, thì như em chia sẻ với cả nhà đấy, là mình cắt nước 100% từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Thì đó là cái mốc
những cái đó là những cái mốc mà em nhận định là cắt nước khoảng thời gian như vậy, là nó cũng tùy thuộc vào thể trạng của từng cây và từng cái vùng miền một, từng cái tiểu khí hậu một. Thì là em có cái mốc là cắt nước từ 1 tháng rưỡi, nghĩa là 45 ngày ấy, và đến 60 ngày. Thì tại làm sao mà có cái mốc mà thời gian nó như vậy từ 45 ngày đến 65 đến 60 ngày như vậy? Thì em sẽ giải thích cho cả nhà dễ hiểu hơn nhé. Thì cái thứ nhất là ví dụ là những cái cây mà khi trong quá trình mình chăm sóc một năm ấy, mà thân của nó già đanh thân và thắt ngọn sớm đó. Thì với cái những cây như vậy ấy, là cái tuổi đời của nó là lúc đó là thân cây nó rất già và đanh thân rồi. Nên chính vì vậy ấy, là những cây đó ấy, là cái thời gian mà cắt nước mình chỉ cần nó 45 ngày thôi. Thì bởi vì là những cây đó thì nó khi mình cắt nước ấy, nó rụng lá rất là nhanh. Nên là cái thời gian mà nó rụng lá nó chỉ cần thiết là 45 ngày thôi. Thì đó là với những cây mà đã thắt gọn, già đanh thân, là mình cắt nước là 45 ngày. Thì nó có những cái trường hợp là nó cây nó đã rụng hết lá vào cái thời điểm này. Đó. Thì còn với những cái cây ấy mà ví dụ như là nó thắt ngọn muộn chẳng hạn. Đấy. Những cây mà thắt ngọn muộn mà cây nó vẫn còn non, thì cái quá trình mà nó rụng lá đấy thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn là với những cây nó đã già đanh thân. Nên là chính vì vậy là những cây đó là phải cần cắt nước 60 ngày. Nó chênh lệch nhau 15 đến 20 ngày. Mà thậm chí có những cây ấy mà ví dụ nó vẫn còn đi ngọn như này. Còn thì cái khả năng mà 2 tháng hay 60 ngày ấy là nó chưa rụng hết lá đâu các bác ạ. Thì đó là cái mốc thời gian quy định về cái tình trạng, cái thể trạng của từng cây một, thì nó có mốc thời gian nó như vậy. Thì còn với cái vùng miền khí hậu thì sao? Thì với vùng miền và khí hậu ấy thì mỗi vùng miền nó có kiểu khí hậu nó khác nhau. Đó, thì cũng là dựa trên cái mốc thời gian 45 ngày và 60 ngày. Thì với các bác ở trong khu vực miền Nam ấy thì thời tiết nó ôn hòa hơn và nó có nắng. cường độ nhiệt độ nó cao. Nên là các bác ở trong miền Nam ấy, khi cắt nước cho cây phi điệp ấy, thì thời gian chỉ cần 45 ngày thôi. Đấy, không cần phải đến là 60 ngày như ngoài miền Bắc của em. Thì ngoài miền Bắc của em ấy, là tại sao phải là 60 ngày? Bởi vì là khu vực miền Bắc em ấy, là nó có mùa đông giá rét, và cái độ ẩm ở trong không khí nó rất là cao. Khi mà có độ ẩm trong không khí ấy, thì cây nó vẫn hấp thụ được. Đấy, nó vẫn hấp thụ được, nên chính vì vậy ấy, là cái thời gian mà cắt nước ở khu vực miền Bắc của em ấy sẽ dài ngày hơn là với các bác ở trong miền Nam, cũng từ 15 đến 20 ngày. Nên chính vì vậy là em có cái mốc mà cắt nước 100%, đó là từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng ở chỗ đấy nha các bác nhá. Thì đấy nó là cái mốc mà mình quy định và mình căn cứ vào mốc thời gian đó để mình cắt nước cho cái cây phi điệp của mình, để giúp cái phi điệp mình là đến mùa nó sẽ ra hoa và được sai hoa. Thì đó là cái mốc quy định. Còn cái thời điểm mà khi mình căn cứ vào mốc đó ấy, thì khi nào mình có thể mình tưới nước lại cho cái chậu phi điệp của mình. Thì cái thời điểm mà mình tưới nước lại thì có nghĩa là khi sau khi mình cắt nước thành công. Đấy, cắt nước cho cây phi điệp 100% thành công là dựa trên cái mốc 45 ngày và 60 ngày đó. Thì đồng nghĩa cái việc là khi cái cây phi điệp của mình nó đã rụng hết lá ở trên thân. Nó đã rụng hết lá ở trên thân, trơ trụi như này. Đấy, đúng không cả nhà? Thì như này ấy, thì nó mới chỉ là một yếu tố thôi. Và cái yếu tố quan trọng ở đây là mình phải nhận định được là khi cái cây của mình nó rụng lá, nó đã đủ tiêu chí để mình tưới nước lại cho nó hay chưa. Thì sau đây em sẽ có một cái hình ảnh em hướng dẫn, em chia sẻ cụ thể để cả nhà cũng dễ hiểu hơn nhé. Thì ở đây em có cái chậu phi điệp này, ngọn nó vẫn đang chạy. Thì cái chậu này em cũng cắt nước 100%. Đấy, là tính ra đến ngày hôm nay là đã được 40 ngày rồi cả nhà. Được 40 ngày rồi. Thì như cả nhà quan sát nhá, thì khi tình trạng mà khi mình cắt nước ấy, thì thân ở trên lá ở trên thân nó vẫn còn giữ nguyên như này, đúng không? Thì đây là cái tình trạng mà cây nó còn lá. Là các bác nhìn này, cái phần bẹ lá này của nó rất là xanh. Đấy. Và khi cây nó vàng lá, cây nó vàng lá, là vàng lá vàng như này, thì các bác quan sát những cái bẹ lá của nó này, lá của nó màu vàng là lá này nó chuẩn bị nó rụng. Đấy, thì cái bẹ lá của nó cũng vàng theo. Đấy,
mà khi nó rụng lá xong ấy, thì đây là tình trạng cái đốt của nó đã rụng lá xong. Thì các bác quan sát này, cái lớp vỏ lụa của nó đang trắng dần. Nhưng trắng dần thì các bác để ý quan sát ấy, nhìn qua video thì nó hơi khó một chút. Thì những các bác để ý quan sát ấy, thì cái màu bẹ lá của nó vẫn vàng. Đây, như cái đốt này đây. Đấy, cái này là nó mới rụng. Và cái đốt của nó ấy, là cái bẹ lá này, nó vẫn có một cái màu vàng xanh. Thì lúc này là nó mới rụng lá. Còn khi nó rụng lá lâu ngày ấy, là nó về cái lớp vỏ lụa màu trắng như này. Đấy, lớp vỏ lụa màu trắng. Thì như này là mình cắt nước thành công. Thì quay lại cái chậu mà em có một thân này, nó đã rụng hết lá đây. Nó rụng hết lá. Thì các bác quan sát nhé. Thì ở phần dưới gốc này, nó rụng lá trước nên nó có cái màu trắng như này. Đấy, màu trắng. Và cái lớp vỏ lụa này rất là khô. Nhưng mà đi dần dần lên trên ấy, lên trên phần ngọn này các bác này, đến cái đoạn giữa thân thì các bác quan sát nhé, nó vẫn còn nhìn rõ được cái màu xanh vàng ở trong cái lớp vỏ lụa này. Đấy, vẫn còn một cái màu xanh vàng như này. Thì như này là chưa thành công. Đấy, như này là vẫn chưa đạt yêu cầu. Đến khi là mà cả cái thân này mà mình tính từ ngọn xuống tới gốc mà nó có một cái màu trắng, màu trắng khô như này, thì lúc đó là mình đã cắt lước thành công. Nhớ các bác nhá. Thì khi mà cái cây về cái tình trạng như này thì mình dựa cái nhất vào con mốc thời gian là 45 ngày và 60 ngày. Và với cái yếu tố nữa ấy, là từ trên đầu ngọn xuống dưới gốc nó một màu trắng như này. Là lúc đó mình đã cắt nước thành công. Và trong thời điểm đó đấy, đến lúc thời điểm đó ấy, là cái thời điểm để mình tưới nước lại cho cái chậu phi điệp của mình. Thì sau khi cái thời điểm mà mình đã cắt nước đủ ngày này, và mình nhận định được cái cây của mình đã đủ tiêu chí này, là lúc đó là mình tưới nước lại cho cái chậu phi điệp mình thôi. Là mình tưới nước là một thời gian sau là những bộ mầm gốc của mình nó sẽ bật lên thôi. Thì đó chính là cái thời điểm để mình tưới nước lại cho những cái chậu lan mà mình cắt nước làm hoa. Nhớ các bác nhé. Em tìm ở trong vườn của em ấy thì không có một cái cây phi điệp nào của em mà đã cắt nước thành công. Bởi vì em là ở khu vực miền Bắc mà. Em cái thời gian này ấy, nó chưa đủ cái tiêu chí mà có những cái cây phi điệp mà em cắt nước thành công. Nên là em không có cái hình ảnh thực tế từ trên những cây phi điệp mà cắt nước thành công để em cho các bác cùng xem, để cùng nhận định. Thế nhưng em sẽ có một cái chậu trầm này. Ở đây em có một cái chậu trầm. Thì cái chậu trầm này em cắt nước sớm. Sớm hơn cái dòng phi điệp. Thì em sẽ quay cái tình trạng của cái cây phi điệp này để các bác nhận định nó dễ hơn là cây khi mình đã cắt nước thành công. Bởi vì là cái dòng trầm hay là cái dòng phi điệp ấy, thì nó cũng là dòng thân thòng thôi các bác. Thì nó cũng có những cái đặc tính nó giống nhau. Nên là các bác quan sát qua cái trầm này để mình nhận định nó dễ dàng hơn nhé. Thì đây đó là những cái thân thân trầm mà em đã cắt nước. Và đây là những cây mà nó em đã cắt nước thành công. Đó các bác. Thì các bác quan sát nhé. Thì nó có cái màu trắng như này này. Đấy, nó rất là màu trắng. Và nhìn ở trong thân nó không được rõ nữa. Cái phần xanh xanh ở trong thân nó không được rõ nữa. Mà nó chỉ có màu trắng thôi. Và những cái lớp vỏ lụa này, khi các bác gại vào ấy, khi các bác gại bóc này, thì nó rất là dễ và nó mủn, nó rời nhau ra. Đó, đây các bác này. Đấy, là nó sẽ rách ngay như này. Đây em ví dụ như cái này đi. Đấy, khi mình ấy vào này thì nó chóc ra rất là dễ. Thì đây là những cái cây mà mình đã cắt nước thành công. Là cái cây như này là mình tưới nước lại để mình kích thích cái mầm gốc lên. Ok nhé các bác nhé. Thì quay lại cái cây, cái chậu phi điệp này đi. Thì cái khúc dưới thì là nó đã thành công rồi. Đấy, nhưng còn từ cái đoạn mà lửa thân trở lên ấy thì nó vẫn còn non. Thì các bác nhìn này. Đấy, nó vẫn nhìn rõ màu xanh ở trong thân nhá. Và hai nữa cái lớp vỏ lụa này này. Mình gại rất là khó và nó vẫn còn rúm lại với nhau này. Đấy, khi mình gại cái này ấy, cái lớp vỏ lụa này này, mình cảm nhận được là cái lớp vỏ lụa này nó vẫn còn ướt. Đấy, nó vẫn còn ướt. Đấy.
và nó không được khô như là cái lớp vỏ lụa của cái cây trầm này. Đấy, lớp vỏ lụa này rất là khô. Đấy, khi mình gãi gãi vào như này đấy là mình cảm nhận được ngay các bạn, là cái lớp vỏ lụa này nó vẫn còn ướt. Nó vẫn còn ướt thì nên nó mới có cái màu như này. Nên khi nó khô thì nó sẽ trắng tinh như này. Rồi, ok. Thì em xin kết thúc video đây nhé. Và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.